Đây. Đang làm cái xì bo cho anh em họ ở ngoài Phan Rang. 1-2 là gửi vô cho anh Sang làm. Ngoài đó cũng có thợ làm mà không chịu, gửi vô cho anh Sang. Thì gửi cho mình, anh em trong nhà mà. Mình tháo ra hết, mình đi sơn lại dàn sườn, dàn gấp, sơn lại hết. Thợ sơn cũng khá là nổi tiếng đó. Thì mình làm gấp lại, lúc mà mình chạy á, lúc lấy xe cho thằng em á, mình chạy á, là mình thấy cái gấp nó bị sàn đó, thì mình về mình cũng làm gấp lại, làm bạc gấp rồi lại thôi. Thì cái còn bi chén cổ cũng thay nó, mà cũng bi nó cũng mới thay á, mà tháo ra bi rời thay luôn nè, nó rất bi xài bi rời nên thay lại luôn. Thứ hai là đi coi lại cái dàn thắng đó nè, nè anh em để ý nè, không mình gặt lên nó mới xuống nè, đạp xuống nó dính luôn nè, không mình gặt lên nè nó mới xuống nè, đó hạ xuống nó dính luôn nè, cái mình kéo lên nè nó mới ra nè. Đó thấy không, coi nó sai thế nè, thắng chưa được nó thắng nó làm để chứ đâu đúng đâu. Đó, tí em coi lại thắng rồi đó. Thắng chị thắng sau chút làm. Ừ, thắng sau làm lại cho anh. Thắng trước thì anh thấy ok. Đó. Sau khi mình vừa leo lên xe mình chạy là mình biết nó bị cái gì liền. Với lại vấn đề cục máy này nó hơi hơi róc. Máy hơi róc, định làm lại máy cho em nó, nhưng mà để mấy bữa mình kiếm cục máy khác, mình lấy đồ qua cho nó, cho nó ngon. Máy làm lại nó cũng không ngon đâu. Thứ nhất là hộp số này đi nó không có mượt. Hộp số không mượt, xe này 110 năm số. Thì nó lên số 120 6 số. Nhưng mà mình nghĩ hộp số này là số ráp. Số ráp đi nó không mượt chứ không phải là số zin. Không, với nồi nữa cũng không đạt nữa. Nồi nó nặng quá trời mà đi nó không bắt, máy nó róc. Đó. Hồi xưa là mình chơi hai thì. Mình chơi tới mức mà mình sửa được hai thì mình canh xăng hai thì luôn. Đó, cho nên xe mà nó ấy mình biết hết à. Hay thì là một thời tuổi trẻ học cấp 3 đã mê nó rồi, là đã mua xe Nova rồi độ. Xưa cái thời mà cấp 3 là năm 2005 2005 2007 2005 gì đó, năm 2007 gì đó, thì có gọi là sấy trái đôn dên, thời đó là hot lắm, hot nhất là đôn dên, sổ trái đôn dên, đôn mà không được máy êm như giờ đâu, xưa máy nó kêu lắm, kêu khủng khiếp luôn, chạy lạng quạng, dưới là đi là hai bạc lỡ rồi ba bạc lỡ rồi á, rồi đó, đôn dên là đi bạc lỡ đó, đó mà máy nó kêu lắm, máy ngày xưa đi xa không có được. Chỉ ra là ào làm máy hoài à. Thì lúc đó mình cũng làm một lần, mình làm chiếc xe quay. Năm học cấp 3 có xe riêng rồi. Mình giấu ba mình đậu má nhà phá luôn. Nhà xưa sửa xe. Ba làm sửa xe mà lúc ba không có nhà tháo cái xe quay ra độ luôn. Độ gấp vô canh cảm được, đồ nó muốn khóc luôn, ổng mà về là ổng cạo đầu. Nhờ ông anh thợ vô, ông anh ở ngoài tiệm ở ngoài á. Vô ráp cho mình. Cái là mình chạy xưa cũng vậy, mà sau một lần dắt bộ là mình không bao giờ mình đổ xe nữa. Mình cảm thấy nó không chuẩn, thế mình mua một chiếc Nova về. Cái xe hồi xưa Nova hồi xưa mình mua có giấy tờ đầy đủ luôn á, tầm có 3,5 triệu à, mà cái xe nó không được đẹp. Cái xe đẹp nó tầm 6-7 triệu á là đẹp tuyệt vời luôn, không có chê gì được hết á.
mình cũng đi này kia không, đi đua xe này kia, có ít tiền cái mua Nova về, đi bô tăng, xưa bô làm không mà đâu có bô xịn, cái bụng bầu nó bự quá, nó chờ lâu quá, cái mình lấy cái búa mình đập móp cái bụng lại, đập móp cái bụng lại, cái bụng nó rộng lắm, và để nó đầy hơi, nó đẩy xe đi thì nó chờ lâu quá, đập móp cái bụng lại luôn. Ra lúc đầu là chạy với nó là một ăn nó không mớ tiền, cái chấp nó 1-2 là mình chở hai, nó đi một ăn nó không mớ tiền, cho đó mình chạy là 1-3 là mình chở ba luôn, rồi nó đi một mình ăn nó tiếp. Cái xong rồi giờ chấp nó, ví dụ như chạy 3 cây cột điện, chấp nó 1 cây cột điện luôn, mình cũng ăn luôn, đồ mình ăn biết bao nhiêu tiền ngày xưa. Nhờ cái chiếc Nova đó, kỷ niệm hoài. Xưa đổ xe không có chuẩn đâu, chứ còn bây giờ cái kiểu đó là có mà vỡ mặt. Giờ xe làm mấy đồ giờ chuẩn lắm rồi. Đi cháy lớn, máy êm đi xa được, đi bầu tour được. Thấy mấy ông anh làm cháy lớn đi xa, đi Nam Bắc rồi được luôn. Giờ rất là VIP rồi, không phải như hồi xưa nữa. Để ngoài đó giùm anh, để trên bàn á. Mấy cục máy xe này thì để mình coi, em của mình thì mình đặt về cho nó, để về mình đặt cũng như mình mua về mình lấy phụ tùng thôi. Có nhiều anh em hỏi ủa qua máy thì số làm sao, mình mua máy về mình lấy phụ tùng, mình lấy qua hết, mình giữ lại cái lốc số nè, là mình chỉ thay phụ tùng thôi, phải không? Cái lốc số máy nè cho phép mà, luật cho phép mà, mình chỉ thay, mình thay hết đồ phụ tùng hết, mình giữ lại cái lốc số là hợp pháp nha, đó không có vấn đề gì hết nha, lấy phụ tùng mới qua thôi. Thì cái lốc số này là lốc mới, thì kia là phụ tùng. Có nghĩa là sao, tại sao nói nguyên cục, có nghĩa là khi mà bạn mua lẻ từng món á, người ta bán lẻ ra thì giá rất là mắc, thì mình mua nguyên một cục máy thì thứ nhất là nó đồng bộ hơn, cái thứ hai á, đồng bộ nghĩa là sao, cục máy nó đều, dù nó xài 10.000 cây thì nó đều 10.000 cây, mình định nguyên cái 10.000 qua để mình xài tới 100.000, 150.000 là mình bỏ, mình làm đồ mới, đồ nó sẽ rệu, nó rệu theo cái lần mở máy ra và theo cái độ xài nhiều hay ít. Cho nên vì sao mình luôn có những cục máy, anh em mà đừng có sợ vấn đề thay đồ hay mở máy, cái đồ nó còn ngon thay vô như đồ mới vậy. Kỹ thuật là mình có về ráp ráp đó, và cái đồ nó phải đẹp, chứ còn mang sửa lại mình thay đồ khác vô một món không bao giờ đồng bộ. Ví dụ như cái xe nhỏ này xài bạc đạn không nói, cái xe lớn đó, nó xài bạc thau đó, có nhiều người thay một cái tay dên vô thôi, thay miễn dên zin luôn, nhưng tại sao nó vẫn lột vẫn kêu, lý do là cái độ mòn của hai cục máy nó khác nhau. Cho nên là lúc nào thay, ví dụ như thay dên, thay tay thì thay nguyên lần 4 cái luôn. Còn không, nếu mà thay một cái hoặc hai cái là phải mang ra cái chỗ gia công á, cho nó đo lại, nó đo cái độ mà khít nó đúng hay chưa, rồi nó phải làm lại nữa, chứ không phải cứ gắn zin vô là xài được nha. Nhiều anh em không có nghĩ tới điều đó, chứ không phải zin là ịn vô là được đâu, không có đâu, bắt buộc nó phải theo cái lốc của mình và theo cái cốt dên. Khi mà nó hư bạc á, hư bạc dên á, hư miễn dên thì chắc chắn là cái cốt nó cũng đã mòn đó, nó khác chứ không thể nào mà giống nhau hết, nên phải nhờ tới bên gia công nó canh lại và nó làm lại, chứ không ịnh lên là chưa chắc hiệu quả đâu, mình khẳng định 100% chưa chắc hiệu quả. Tí xíu mình sẽ quay một clip nói về cái sinh cam. Sinh cam rất quan trọng. Mình sẽ nói về cái sinh cam, tăng cam zin và tăng cam cơ. Còn cái xe này của em mình cũng làm lại cho nó, cũng mức dàn chân như vậy là tương đối, dàn chân cho nó tương đối cho nó chạy. Không dám làm cái máy cho nó ngon,
ngon thay máy để máy zin thôi, chứ cái xe này mà làm lên nó ngoài đó đường cát đi sợ nó té. À, em mình cho nên là mình muốn cho nó êm ái nhất, cho nó nhẹ nhàng nhất. Xe mà cái máy xì bo mà êm ái nhất, nhẹ nhàng nhất thì chạy cũng phải được 120, 130 GPS á, khoảng được cả 120, 130 GPS á, chứ không đùa đâu. Là đồng hồ có thể lên 140 đến 160 á, nhưng mà nó tầm 130 GPS thôi. Là xe zin nó đã chạy được như vậy rồi, làm như vậy là đủ rồi. Hai thì đề ba rất là nhanh đó, từ không đến mắt bích nó nhanh hơn 4 thì, cho nên làm zin là đi vô tư rồi, đừng có làm nhiều quá. Thì mình cũng không dám độ cho em nó, mình sẽ làm zin lại là chạy ngon rồi, đợi cục máy về mình ấy đồ qua cho em nó ráp đồ. Đừng có bao giờ nè, người ta coi thợ, người ta coi những cái đường ron mà lòi ra thấy mà ghê rồi. Ron cũng không mang tốt, bởi vì nó mới rịnh nhớt hoài à, đi ron không đúng à. Nhiều cái coi thì mình thấy gì mình chia sẻ đó thôi. À, cảm ơn mọi người.